ไว้ไอ้ยาอย่าๆๆๆกางเส้นกางเส้นกางเส้นกางเส้นกางเส้นเฮ้ยกางเส้นงี้นะให้แอมเดินมูป่ะมึงไปมูป่ะมูแอมเดินนะกำดอดิไอ้เอาใส่กันดิช่อจองช่อไหนมาจองดิมึงซื้อเดี๋ยวแอมดูเวเดอร์แอมดิเชื่อพอมาใส่แอมดูไอ้แอมกี่แอมดิแอมดิตีอ่ะ nhà không đi câu cá là đi câu tôm không nha tao tao bé không còn được ừ đi đi câu đi con đi câu đi ra đây gần chục cân câu tôm các bạn ở nhà con đi câu được không cho em bị cách ly ấy cách ly xã hội mà đi nhanh lên cách ly xã hội 15 ngày tầm khoảng mùng 2 mùng 3 tháng 3 đi 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 nào rồi đi cứ đi đi cứ đi 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 theo chú đi bé bé ngắm chuyện quá đấy ui da đứng xuống lên xuống đi nào phải đằng kia cầu Nam ơi mang cần về đây bố cho này đã mang đồ đạc về đây nhanh đi về đây đi về đây về đây ngồi đây câu đã nhanh hai thằng này là con ông anh trai bạn các bạn thích đi câu lắm câu tôm câu cá các hắn đều thích rồi em ai tôm các bạn ai tôm ấy ở nhà đi toàn câu loại tôm to này, còn loại tôm càng đen này, là xì, điện chuối các bạn nhỉ, ơi, đây còn này, còn này, còn này, có tôm con càng, rồi đây em, em cho cần ra đây các bạn nhé, hai cần này đang cắn này các bạn, ổn quá nhỉ. Đây, cước nó đang trùng vào đấy. Tôm cắn đấy. Ấy, ấy, ấy. Tôm rồi, tôm rồi, tôm rồi. Một con. Đấy, nằm ạ. Nằm ạ, bắt cho chú nhé. Đấy, gỡ ra. Đấy, tôm đấy. Đấy, con cầm tôm để chú ấy. Đấy nhé cả. Đó. Thì nó chưa định chơi. Hơi bé thì được ạ. Chị xem có con tôm nào chết không chứ. Thôi con về chú đưa cho con rồi. Đấy con bé tí rồi. Chị nó chưa định xem có con nào chết không. Nam. Ừ. Bé. Đó. Hơi nhỏ tí. Đấy con ấy cái con nhỏ nhỏ đây này. Đấy, đấy con ấy, con ấy. Con ấy làm tép. Câu bằng mồi tép các bạn nhé. Đây. Cái mồi con này. Ê, các bạn trên thành phố chắc không biết câu cái tôm này. Đó, chỉ ai ở quê biết này. À, lấy con tép này. Mình bóc ra mình lấy cái phần ruột bên trong ấy, mình mắc vào lưỡi. Thấy xuống câu. Câu cái này cũng hay lắm. Xem còn cần nào cắn. Ấy. Đây cần này xem. Cần trong này hay được tôm lắm. Đấy. Ấy. Ui. Dính rồi. Mà nhấc lên một thái tí thay mồi. Hết sạch mồi. Đá con này. Để mỗi con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam. Nhìn chưa? Tàu máy. Tàu trắng luôn nha. Hơi nhỏ tí. Thế đó đúng rồi. Hơi nhỏ nhưng mà vẫn ăn được. Tàu càng các bạn ơi, tàu càng. Để em. Đây, các em đây. Cảnh sát to đấy. Câu phê không ạ? Hải quê. Không đi câu cá, đi câu tôm. Mò đang mò tôm. Đây các bạn, to đấy. Đây. Ôi trời. Ông hướng cần kia. Ui, quá to các bạn. Ra mà nè. Ôi nhìn chưa. Chết tùng chết đấy. Ôi, con này cắn các bạn. Con này ra này. Úi xa. Rồi. Lên nào. Lên nào. Ui giời. Ơi các bạn nhìn chưa? Tôm mấy. Toàn tôm này thôi. Trắng, xanh. Tôm càng, xanh. À. Ô, cá rô, cá rô. Cá đâu? Cá đâu? Cá rô, cá rô. Cá rô, cá rô. 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 Không này, được. Rô đây, cá rô đây. Đấy, nhìn đi. Ui, con hiểu kia nó đang bơi. Để ở trong đây cho nó bơi. Không phải. Rồi sao đấy? Đây con nữa các bạn, con nữa. Cắn liên tục rồi. Thôi thôi, nó ra rồi. Ủa, con này cắn. Ui, tụi. Thôi. Con lại. Yeah.
đấy, mày chết. Ui, tôm càng các bác ơi, tôm càng này. Đấy, lên liên tục chưa, nhiều tôm lắm. Thấy đó, lên hàng. Cái gì? Đấy, rồi gì chưa? Hàng, hàng. Đêm. Đây, của em đây. Đấy, em cầm đi dâu đó. Đúng rồi, thúc á. À, đây rồi, đây rồi. Ôi giời, ôi, ôi, ôi. Hàng to, hàng to. Hi hi. Đây đây. Mình ngâm mồi thì đấy là xanh nét các bạn, xanh nét xanh nét. À, tôm xanh. Bán mồi câu tôm có, bán mồi câu tôm đi. Chuyển qua không bán mồi câu cá nữa, chuyển qua bán mồi câu tôm đi. À, đây à. Mày chết. Ôi trời. Lại em nữa này. Sứ gọi. Phê kinh. Rồi lại mắt. Đây, đây cậu biết đây. Ôi chị ngay chị đây. Lên tôm kìa coi. Rồi, đâu, có lao đâu. Có lao đâu, có lao đâu, tôm có lao đâu. Đấy, à, nhìn chưa. Bốn con câu được tôm ấy. Em Việt bắt cho anh Nam. Các nhìn tôm đấy, tôi đấy, nhiều tôm lắm. Đấy tôm. Cách ly không được đi câu cá thì ở nhà đi câu tôm, câu gần nhà. Thêm một ca dương tính ở xã Đại Hợp đấy. Ở bên Kim Thành gớm thật đấy. Còn nữa rồi. Tôm. Lên tiếp tục. Đấy đây, bây giờ cái lác nhấc lên liên tục luôn. Ôi giời, tôm ấy. Lên liên tục ạ, cắn không kịp nhấc.
đi câu được cá. Đây nhà tôi có tôm. Trời quay. Ấy da, da 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 da. Tắc tắc tắc. Càng xanh các bạn, càng xanh, càng xanh. Đấy, càng xanh ấy. Wow. Này. Thành quả đây các bạn. Đấy. Chủ nhiều tôm không? Tôm to, tôm ngon lắm. Tôm ao này trắng phao. Đấy, các bạn nhìn này. Tôm càng, nhưng mà nó tôm càng càng xanh ấy. Nó trắng phao á. Đây. Đấy, to. Toàn ngón tay cái mà. Toàn ngón tay cái một này các bạn này. Cái này chắc được tầm khoảng 3 lạng tôm. Đây trong kia chắc phải được 3 lạng tôm nữa. Và ở nhà ông anh câu được chắc phải được lạng nữa, hơn lạng nữa. Này câu bao nhiêu? Phê gì các bạn nhỉ? Chắc Ly không đi câu cá được thì đi ngồi câu tôm thôi. Kéo những con tôm thì cũng phê lắm các bạn. Cần nó mềm. Mình làm cần mềm thì câu nó phê. Rồi về các bạn. Hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé. Em vẫn bám cám câu cá, tổng hợp câu cá vui. Nhưng mà hiện tại đang cách ly không câu được, không đi câu được cá, không làm clip chia sẻ với các bác thì đi câu tôm. Để dành quay cho các bác xem nhé. Tôm này thì không có phao, nên các bác chỉ nhìn toàn cánh được thôi. Về thôi. Bye bye các bác.